Hi và xin chào tất cả mọi người đến với kênh YouTube của mình. Rất là vui khi gặp mọi người trong clip lần này. Khởi đầu trận đấu thì mình đang chơi ở một cái bản đồ đó chính là Quốc Khiêu Vũ mọi người ơi. Và cái ấn mình lựa chọn luôn đó chính là một ấn hỏa nhá. Và bây giờ mình sẽ roll để tìm kiếm những con tướng hỏa nào. Xem tiếp à? Ui, Nasus mọi người ạ. Vâng, và đó chính là Nasus nha. Ok, vậy là bây giờ mình đang có 4 hỏa ở round 2 chấm rồi. Và Nasus từ sớm luôn là một điều rất may mắn đấy. Vì mình lên level 16 và tỷ lệ run ra tướng 4 vàng là chỉ là 5% thôi. 5% ra tướng 4 vàng và mình lại sở hữu luôn một con Nasus. Nhân phẩm là đây chứ đâu nữa. Một con nói quen thuộc đúng không ạ? Và trong trận đấu này mình sẽ hướng tới đội hình hỏa mọi người nhá. Mọi người đang có ý tưởng gì hãy comment ở dưới. Và đặc biệt nữa là anh em nào đang có nhu cầu cần về arc TFT hay là bất kỳ bồng con bet tí nị nào, hoặc cần bui một arc nào đó thì hãy liên hệ cho mình nhé. Link phở bò mình để ở phần dưới phần mô tả, anh em có thể liên hệ qua đó. Giờ nếu như mà mình muốn làm một cái content hay ấy thì có thể dùng cái sẻng vàng lắp một cung gỗ để ra một cái ấn hỏa luôn. Nhưng mà thôi, mình nghĩ là như vậy là không hợp, không cần thiết lắm. Vì như vậy thì mình sẽ bị dư ấn hỏa ấy. Còn cái việc mà bây giờ mình run để tìm kiếm một con virus thì cũng khả thi thôi. Hoặc để tự ra cũng được mọi người ơi, không quan trọng. Hai Nasus ở round 2 chấm luôn. Nhưng mà bây giờ nếu mà ra cho mình quả combo xoay bài thì cũng ngon nhờ. Thật luôn đấy chứ. Giờ ra quả xoay bài thì mới gọi là ngon này. Mình sẽ giữ từng 4 mảng ở lại. Nếu mà ra xoay bài là mình sẽ xoay luôn nha. Đặc biệt bây giờ mà ra được con Briar nữa thì càng tốt mọi người ạ. Ra Briar bây giờ là mình sẽ dùng tất cả lượng máu mình đang có để nuôi Briar luôn. Và Briar là một vị tướng cầm ấn hỏa cũng rất là hợp lý luôn mọi người nhé. Lựa chọn ấn thì ra một cái ấn thần chú à. Mình sẽ chắc cần phải là một cái điều là ấn thần chú à. Mình sẽ chưa sử dụng búa rèn vội nhá. Mình sẽ đợi xíu nữa xem ở Rari chợ có gì hot không, hoặc là có thêm cái gì đó không. Chứ ấn thần chú là chắc chắn phải dùng búa rèn để gõ ra rồi, nhưng mình vẫn sẽ chưa gõ vội mà mình sẽ chờ đợi nha.
What's the when nữa này. Cái lối chơi mà mình cảm giác khá thú vị nha, đó chính là mình hay lên level 6 hoặc là lên level 7 từ sớm. Mục đích chính là mình sẽ tìm kiếm được những vị tướng 4 vàng hoặc 5 vàng từ sớm mọi người ạ. Ui xổi ơi, Akali Nina. Cái trang bị mình đang dừng cho con Nina nha, nó sẽ chính mình sử dụng cho Varus mọi người ơi. Varus sẽ cần những cái trang bị như kiểu là một cái sâu zin này, vô cực và một cái cung xanh nha. Ba trang bị giúp cho Varus trở nên mạnh mẽ hơn. Cùng xem sát thương của Varus thể hiện mọi người này. Bum! Mình rất thích cái nhìn cái hoạt ảnh kéo cung của Varus nhá. Đấy, đúng không? Trời ơi, kiểu cảm giác bắn cung kiểu nó gồng người lên xong nó bắn một phát nhìn đã ghê á. Mà cảm giác kiểu cái hoạt ảnh bắn cung của Varus là mình nhớ tới cái động tác kiểu là chơi cầu lông ấy mọi người. Kiểu smash cầu lông á, y như vậy luôn. Cảm giác người cong như cung xong này quật cái đùng đùng đùng. Không biết ở trên đây có anh em nào có chung một cái sở thích chơi cầu lông giống mình không nhỉ? Lợi tức của mình đang bị thọt do lúc khởi đầu mình lên level sớm quá. Nhiều trang bị quá nhờ, đúng là cái map đầm cua khác mọi người nhờ. Quá nhiều trang bị đôi ra luôn. Map đầm cua là một map huyền thoại để có thể kiếm lợi tức luôn đó. Nhưng mà trang bị bây giờ thì mình sẽ... Trang bị thì bây giờ nếu mà mình mà lắp thì mình sẽ lắp một cái trang bị kiểu cung xanh cho Varus này. Nói chung 3 trang bị này cho Varus thì ok rồi. Và chắc chắn kiểu gì siêu nữa mình cũng sẽ chơi con Small Order mọi người. Thì mình sẽ lắp luôn một cái trang bị cuồng đao luôn nha. Nếu bây giờ này, mọi người thấy không, mình sẽ chơi cái lối chơi kiểu như này. Đó chính là chơi combo kiểu... Không, ui, hóa hình à? Mình không ngờ là nó ấn hóa hình nha. Nhưng mà lúc nãy mình đang tính cái việc đó chính là mình sẽ chơi một con Small Order mọi người nhá. Một con Small Order kết hợp với kiểu là 5 hỏa. 5 hỏa và combo... 5 hỏa và 7 liên hoàn mọi người ạ. Để cho Small Order nó sẽ động kinh luôn. Ở mốc 5 hỏa chúng ta sẽ có gì? Đó chính là ngưỡng máu hành quyết dưới 15% máu. Ngon chưa? Quá tuyệt vời luôn. Còn khá là nhiều trang bị nữa nhưng mà chắc là mình sẽ lựa chọn combo kiểu đồ thủ thôi. Áo choàng lửa. Oh shit, thôi tôi lấy cái này đồ của On đi ha. Ui, đồ xấu thế.
Đồ xấu quá các cậu ơi. Năm hỏa ba hóa hình à? Nếu mà mình chơi combo kiểu 5 hỏa 8 hóa hình là cũng được luôn đấy chứ. Này, đang có ấn hóa hình rồi này. Nhưng mà để từ từ đó mọi người nhá. Trận đấu vẫn đang còn dài mà. Nhiều trận đấu chơi con Smarter mọi người, chơi chỉ liên hoàn ấy, nó giật động kinh luôn. Nhưng cũng phải có một phần nữa là phải có những trang bị của On cho nó thì nó mới khỏe được. Varus giờ đam to quá này. Và rất là bá kinh khủng luôn đúng không? 2900 sát thương luôn rồi. Thu nhập là bao nhiêu stack rồi? Ha, 53 số rồi mọi người, 53 số nhá. Đây, thêm lấy nữa, 55 số. Tốc độ đánh cho toàn đội 25%. 71, ông này đang chơi băng giá à? 42, Saladin liên hoàn 6 thông đạo này. Khi mà mình mà chơi một cái trận đấu nào đó mà kích hoạt được full hệ nha, thì mình cũng sẽ muốn solo với một đối thủ cũng full hệ như vậy thì mới phê được. Nasus 2 sao, Varus bắn gì ghê quá. Đùng. Bắn khét nẹt luôn. Serac à, Smolder nhìn ngon quá này. Bình si tình mà bắt mất rồi. Giờ nó fix lại không còn chảo hay sảnh màng nữa. Nên là để tìm kiếm phun hệ nó cũng khó. Tưa thì còn dễ rồi, khó ghê. Varus có hết trang bị rồi. Nhận 2 vàng à? Bùa xem một bóng người chơi à? Ok, đang nhiều máu mà, cứ thế mà giảm thôi, không ra hết. Giờ nếu mà cho này vào thì mình sẽ có kiểu là combo 4 hóa hình luôn. Nhưng mà thôi, mình sẽ tìm kiếm một kiểu khác đi. Swain, Zilic băng giá này. Ui, nó dịch bắn gớm vậy. Varus này. Kiểu sát thủ Varus nó nổ đam ra mấy cái tia mọi người nhìn đã ghê á. Đùng. Trời ơi. Ông mình đang có hàng chờ Bandora mọi người ạ. Một lõi công nghệ mà phải gọi là mình cực kỳ yêu thích luôn đấy. Để lên được 5 vàng 3 sao thì với cái lõi công nghệ hàng chờ Bandora thì một điều quá đơn giản nếu mà để lên 5 vàng 3 sao. Và trang bị tiếp theo thì mình sẽ lắp luôn một cái thú thạch giáp cho Sen luôn nhé. 71 máu ấy, đang chơi cũng đang chơi băng giá và hai rồng luôn. 47 máu, 32 máu, Galio phun thủ thông đạo, xoay bài tự động mà.
mùng 7 tháng 10 rồi. Mình vẫn đang rất là chờ đợi và hóng cái việc là ra được cái combo kiểu đấu trên chân lý mùng 13 ở bên sân BBE mọi người nhé. À, anh em đang hỏi mình là là chơi ở sân BBE như thế nào á. Thì hiện tại bây giờ sân BBE cái đăng ký nick của bởi bên sân BBE nó đang bị lỗi mọi người ạ, đang bị lỗi nha. Nên mọi người nếu mà đăng ký không được thì nó đang bị lỗi á. Thường thường thì mình phải fake IP thì mới có thể đăng ký được cái nick bên sân BBE mọi người ạ. Mà nó cũng tương đối khó để có thể thực hiện chơi được ấy. Rồi, vậy là... Ui, có lớp 2 luôn rồi à? Ngon vậy. Game này chơi hồi khéo này lên được quả small order 3 sao luôn chứ rồi, còn liên hoàn nha. Thì như mình đã nói lúc nãy, mình sẽ làm combo rồng liên hoàn kết hợp với kiểu là hỏa mọi người. Hỏa rồng, đội hình hỏa rồng mọi người nhá. Cuồng đao, không ra. Mình thì đang có một búa rèn, nói chung là búa rèn là một vật phẩm mà mình sẽ... tiết kiệm nó chứ mình không sử dụng một cách bừa bãi đâu. Vì có nhiều trận đấu mình chơi á, mình có được cái kiểu là liên quan tới búa rèn mình có aura ấn ngon lắm. Nên mình sẽ không sử dụng một cách bừa bãi nha. Chiều nữa khi có smarter thì mình sẽ chuyển sang smarter cơ một combo kiểu liên hoàn và hỏa luôn. Con sen này khó chịu lắm nha. Con xe này mà có thêm lõi tướng nữa. Ui, liều mất nhiều à? Ông này chơi liều mất nhiều nhưng mà lại không dám để chơi à? Triệu hồi một con rồng 3200 máu trong một vòng đấu. Con rồng này nếu mà anh em biết không, khi mọi người lựa chọn con rồng này này mà gặp đội hình băng giá nha, là nó sẽ bắt con rồng của các bạn luôn. Mà nếu mà gặp đội hình 9 băng giá nữa thì nó sẽ bắt theo kiểu lối chơi kiểu là thành một con rồng 4 sao cho tên địch luôn mọi người nhé. Đó, đây này. Ông này đang chơi đấy. Ui, con Nomsi nhìn mạnh phết nhờ. Thượng săn băng giá. Đợt trước có một lần rồi mình gặp đội hình 9 băng giá, xong mình mới lựa chọn cái triệu hồi con rồng này. Xong cuối cùng cái kết là mọi người biết không, cái kết là mình dính ngay quả combo là không khác gì kiểu mua rồng cho tên địch mọi người ạ. Mạnh quá. Thực sự đội hình hỏa quá mạnh khi chúng ta mà đủ trang bị nhá. Game này có một cái hên ấy là mình không có hộp đồ Pandora nhưng mà trang bị nó xuất hiện ra là cũng rất tương đối đẹp. Uầy, hên thế. Đúng kiểu chơi game mà một khi mà được mẹ thương ấy mọi người thì làm gì nó cũng thành công hết. Kiểu Ron phát nào ra phát đấy luôn. Hiện tại số lượng Varus và Nasus của mình đang tương đối nhiều. Xem tiếp này nhưng mà thôi khỏi bắt đi. Giờ mình sẽ rút ra 7 liên hoàn cũng được rồi. Nhưng mà nếu mà ra đi chợ 5.4 mọi người mà có liên hoàn thì ngon nhờ. Nhưng mà mình cũng sẽ không thể đủ combo 9 liên hoàn và 5 hỏa được. Combo này rất khó. Trừ khi phải có thêm tuyển nhân sự và hoặc là có thêm thật là nhiều ấn thì mới làm được mọi người. Úi trời, vào đất bắn ghê quá. 11.200 sát thương. Một con số quá khủng. Ôi, ấn chiến binh à. Ấn thợ săn mọi người này. Không có ấn liên hoàn ạ. Tiếc, quá tiếc luôn. Thì không sao. Bây giờ sẽ là một pha gọi là thần búa vẫy gọi mọi người nhá. Mình sẽ lựa chọn một cái ấn... ấn chiến binh đi. Rồi xong sẽ dùng gọi là nội công thần búa để gõ. Để xem là rằng pha này mình có thể gõ búa rèn ra được không nha. Đây sẽ là một pha thần búa vẫy gọi mọi người này. Umbalasi Bum. Vãi đạn luôn ạ. Ây sời. Nói chung là nếu như mà gõ pha này thì cũng ngon. Bởi vì sao, có thể chơi combo kiểu hỏa băng. Nhưng mà rất tiếc là mình đang có ấn hóa hình ở đây rồi. Ồ, quên ta. À rồi ok, không sao, không sao. Mọi người ạ.
mình sẽ kiếm thêm một cái bố rèn nữa để rút ẩn hóa hình ra và gõ tiếp nha. Chín trận thắng. Ui, con nhà nó tàn trò nhiều thế. Trong 20 giây à, cửa hàng tự động của bạn sẽ free liên tục à? Đây không, full hết rồi đấy. Đây, 6 liên hoàn thôi. Quyền trưởng thiên thần à? Giờ muốn kiếm một cái nữa. Búa rèn à? Ái chà, ok mọi người nhá. Rao sau là rao gì bằng với không. Map này là map cua khiêu vũ. Vậy là... À, ngày hôm nay còn nhiều máu. Mình cứ tưởng là hết máu rồi chứ. Bởi vì có một cái điều thú vị rằng ấy, có thể mọi người sẽ auto win, gọi là win tất cả những người chơi này này. Nhưng mà chưa chắc là mọi người sẽ win con cua khiêu vũ nha. Đó, bởi vì con cua này ấy, cái thứ mà chúng ta cần tiêu diệt nó sẽ là cần diệt khổng lồ mọi người ạ. Đấy, phải có diệt khổng lồ thì mới tiêu diệt được nó nha. Mình thì hơi tiếc game này là không có diệt khổng lồ rồi, nhưng mà thôi, smarter đi. Đã search là smarter, đây rồi. Ok, đây chính là con smarter kết hợp với combo, đó chính là hỏa và liên hoàn mọi người nhá. Nhìn nó full kìa. Sức mạnh tổng hợp, cố lên anh em ơi, không để thua được nha. Thua pha này là hơi phí phạm đây. Ui, câu chuyện muôn thủ ạ. Thua con điên đây rồi. Thua nhảy. Ok, mình thua luôn. Và mấy ông này thì cũng sẽ phải bỏ mạng thôi. Bỏ mạng luôn ạ. Trời ơi, cua điên này. Chưa nhặt được một cái đồ nào cả luôn kìa. Không ra búa rèn nhờ. Không ra búa rèn vậy ta. 5 liên hoàn. Thấy không? Maximum của mình là chỉ đạt được mốc kiểu 5 hỏa và 7 liên hoàn mà thôi, chứ không thể nào hơn được. Nhưng mà mọi người thấy pha nãy con Smolder nó bắn cũng khá là ác đấy. Bây giờ mọi người cũng xem này. Nếu mà để hấp dẫn hơn thì bỏ ra Varus ra ngoài luôn. Như vậy thì cái con Smolder này nó mới thể hiện sức mạnh của nó được ha. Này như full này. Wiu 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 wiu. Full như lửa. Thở ra lửa luôn, thở ra lửa luôn mọi người. Đây kìa. Bây giờ mới chỉ 1 sao thôi nhá. Đấy, 1 sao thôi mà đã full như thế này rồi. Khiếp chưa? Ui. 20 chấm đầu đánh luôn ạ. Thật sự quá khủng, combo kiểu Smolder kết hợp combo kiểu hỏa bạo, hỏa liên hoàn. Đây là mình vẫn chỉ là 1 sao thôi, Serac. Đó. 35 máu. Olaf 2 sao à. 7 băng giá, 5 thợ săn à. Zillen chuột. X. Thôi, mình vẫn sẽ level 10 luôn rồi. 7 băng giá luôn à. Một thực lực khá là đáng sợ đấy. Nhưng mà thực sự mình đang quá muốn để kiếm một cái búa rèn để gõ mọi người ơi. Thật sự luôn. Đang rất tò mò là không biết sau khi mình dùng búa rèn gõ vào đây thì nó sẽ ra cái gì cho mình nhá. Tò mò lắm luôn đấy. Này, Smolder, full đi bạn. Đấy, không, này. 20 chấm tốc đánh luôn mà. Ôi, Olaf 2 sao vậy, mạnh nhờ. Mạnh nhờ, ui, ui, ui. Thực lực cũng mạnh đấy. Vũ Ngọc Phi à. Smolder rồi. Rồi, sau pha này thì mình sẽ bỏ Varus cầm đồ của mình vô nha. Để xem có sự khác biệt hơn không. Varus của mình thì chỉ còn thiếu 4 con nữa sẽ lên 3 sao. Và Nasus cũng vậy mọi người ạ. 35 máu. Mình sẽ di chuyển vị trí con Smolder qua phía bên này. Để Varus trên đây luôn đi. Để nó đục mọi người nhá. Đục mặt đối thủ, nát mặt đối thủ luôn. Cái việc mà để Nasus lên trên một ô ấy thì nó sẽ giúp cho cái pha bắn của nó sẽ vào hàng sau nhiều hơn. Người đá hỗ trợ. Varus bắn một phát clear map luôn mà. Trời ơi, Varus bắn ghê quá.
Đó là lý do tại sao mình mới bỏ virus ra ngoài mọi người, bởi vì nó khỏe quá cơ. Cần một cái búa này ngay lúc này. Ôi, có chạy, có sảnh vàng mà lại mình không dư cái cung gỗ mọi người ạ. Không dư cung gỗ, chứ dư cung gỗ phát đấy là mình có thể vẽ một xíu rồi. Smarter 2 sao nha. Gây bỏng nha. Kalista 2 sao thì không cần lắm nha. Ok, và đây chính là combo kiểu Smarter combo hỏa liên hoàn mọi người ạ. Và bây giờ mình sẽ run, một gói trang bị tạo tắc à? Nghe hấp dẫn đấy nhở. Ui trời ơi, găng đấu sĩ kìa. Ui ngon 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 mọi người ạ. Ui nghĩ sao gõ ra găng đấu sĩ luôn, thực sự là quá đỏ. Ui full ác thật sự luôn mọi người này. Quá bá. Rồi round sau sẽ là anh em sẽ nhìn thấy kiểu là con Smarter cầm găng đấu sĩ nha, kết hợp với combo này nha. Ở đây này, hình thế nhở. Cứ tưởng là gì mà lại ngay quả gọi là không cần tìm kiếm content mà là content tự tới rồi. Phân tách đáy chế à. À trời ơi, mình quên, mình lại quên lấy cái kia. Mình quên lấy cái tăng tốc đánh hàng sau mọi người ạ. Rồi ok, trận đấu sẽ là một pha gọi là finish game ở đây thôi. Smarter 3 sao đều không thể nữa mà nhá. Mình sẽ để như này luôn, cùng xem này. Đây chính là Smarter kết hợp với kiểu là 7 liên hoàn và 5 hòa. Để xem nó bắn như nào đây. Wiu. Trời ơi, máy bay trực thăng phiên bản Smarter mọi người ạ. Không những nó bay nhanh mà nó còn có cả sức mạnh cộng vào nữa. Kìa, đối thủ có vẻ khá là bất lực. Và trận đấu chắc chắn rồi sẽ kết thúc ở đây với top 1 dành cho mình Wicked với con Smarter hỏa liên hoàn. Chào mọi người nhé, cho mình một like, subscribe. Bye bye.